Ngày 17 tháng 1 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tới dự buổi lễ. Theo đó, ngày 10 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có quyết định số 47 QĐ-CTN bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Tạ Quang Khải, nguyên Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi lời chúc mừng tới đồng chí Thiếu tướng Tạ Quang Khải. Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhấn mạnh, việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với đồng chí Tạ Quang Khải là vinh dự, cũng là trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị trong công tác, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện để ngành Kiểm sát Nhân dân thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đồng chí Lê Minh Trí mong rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Tạ Quang Khải sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đồng thời nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đổi mới các mặt công tác, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát Nhân dân vững mạnh toàn diện.